Đồng loạt các xã thị trấn trên địa bàn quận Tân Hưng tổ chức tiêm trả mũi 2 cho đối tượng từ 16 đến 17 tuổi. Theo đó, các em học sinh học trung học phổ thông được tổ chức tiêm tại trường. Số trong cộng đồng thì được tiêm tại trạm y tế các xã. Đợt này, quận Tân Hưng có 1.491 em trong độ tuổi từ 16 đến 17 được tiêm trả mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Trước ngày tiêm, hai trường học và các xã thị trấn đã thông báo đến học sinh cũng như gia đình có con em trong độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1. Tại mỗi điểm tiêm chủng đều được thực hiện đúng những quy định về thực hành tiêm chủng, có bố trí các đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng nếu có.